Thầy chào tất cả các em đã đến với lớp học trực tuyến hôm nay. Thầy tên Kha Hữu Lam, giáo viên trường tiểu học A thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy sẽ ôn cho em một số dạng toán đã học, sách giáo khoa trang 170. Để học tốt tiết toán hôm nay, các em chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán lớp 5, vở ô ly, viết, thước, để chúng ta chuẩn bị thực hành làm một số bài tập. Rồi thầy sẽ nhắc lại các dạng toán các em đã học. Có 7 dạng toán mà các em đã học từ trước đến nay. Đó là 1 là tìm trung bình cộng. 2 là tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó. 3 là dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị. 4 là tìm hai số biết hiệu hòa tỉ của hai số đó. 5 là bài toán về tỷ lệ phần trăm. 6 là bài toán về chuyển động đều. 7 là bài toán có nội dung hình học như là chu vi, diện tích, thể tích. Hôm nay các em sẽ được ôn 3 dạng toán. 1 là tìm trung bình cộng. 2 là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 3 là dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị. Mục tiêu bài học hôm nay là các em biết cách giải một số dạng toán về trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó, các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Vận dụng làm được bài tập 1, 2, 3 trang 170. Chúng ta lần lượt đi vào từng dạng bài tập. Bài 1. Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 12 km. Giờ thứ hai đi được 18 km. Giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Nghe thầy lặp lại một lần nữa. Bài 1. Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 12 km. Giờ thứ hai đi được 18 km. Giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Vậy là muốn biết bài toán là cho biết là một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 12 km. Giờ thứ hai đi được 18 km. Giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường trong 2 giờ đầu. Bài toán hỏi gì? Vậy bài toán hỏi là trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Vậy là muốn biết trung bình người đó đi được mỗi giờ bao nhiêu km thì em phải biết là giờ thứ ba đi được quãng đường là bao nhiêu. Rồi bây giờ các em vận dụng kiến thức đã học và em làm lại bài này cho thầy. Thời gian 3 phút bắt đầu.
Đã hết thời gian làm bài, các em nhìn lên màn hình để đối chiếu với kết quả bài làm của các em. Số km giờ thứ 3 đi được là 12 cộng 18 tất cả chia cho 2 bằng 15 km. Số km trung bình mỗi giờ người đó đi được là 12 cộng 18 cộng 15 tất cả chia 3 bằng 15 km. Đáp số 15 km. Rồi bây giờ các em nhìn lên màn hình và đối chiếu lại bài làm của các em coi có đúng theo cách làm của thầy hay không. Nếu đúng theo như vậy thì đúng, còn nếu chưa đúng thì các em sửa chữa lại cho hoàn chỉnh. Rồi thầy cũng đề nghị tuyên dương những em đã làm chính xác bài. Rồi bây giờ em cho thầy biết câu hỏi sau. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm sao? Nghe thầy lặp lại. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm sao? Thời gian suy nghĩ 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, các em nhìn lên màn hình và đối chiếu lại câu trả lời của thầy. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số hạng rồi chia cho số các số hạng. Nghe thầy lặp lại. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số hạng rồi chia cho số các số hạng. Đây là kiến thức cũ, thầy sẽ ôn lại cho các em. Tiếp theo, chúng ta qua bài 2. Các em nghe thầy đọc lại bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 m, tính diện tích mảnh đất đó. Nghe thầy đọc lại một lần nữa. Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 m, tính diện tích mảnh đất đó. Rồi bây giờ các em làm cho thầy bài này thời gian 3 phút bắt đầu. Đã hết thời gian làm bài, các em nhìn lên màn hình để đối chiếu kết quả bài làm của thầy. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 120 chia 2 bằng 60 m. Chiều rộng của mảnh đất là 60 trừ 10 chia 2 bằng 25 m. Chiều dài của mảnh đất là 60 trừ 25 bằng 35 m.
Diện tích mảnh đất là 35 nhân 25 bằng 875 mét vuông. Nghe thầy lặp lại một lần nữa. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 120 chia 2 bằng 60 mét vuông mét. Chiều rộng của mảnh đất là 60 trừ 10 chia 2 bằng 25 mét. Chiều dài của mảnh đất là 60 trừ 25 bằng 35 mét. Diện tích của mảnh đất là 35 nhân 25 bằng 875 mét vuông. Đáp số 875 mét vuông. Rồi bây giờ em đối chiếu với bài làm của em và bài làm trên màn hình. Em xem coi kết quả nếu đúng như vậy thì đúng, còn nếu chưa đúng thì các em chỉnh lại cho hoàn chỉnh. Mà thầy cũng đề nghị tuyên dương những em làm chính xác cái bài tập này. Bây giờ các em nhắc lại cho thầy. Muốn tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó ta làm như thế nào? Nghe thầy lặp lại một lần nữa. Muốn tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó ta làm như thế nào? Thời gian suy nghĩ 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, các em nhìn lên màn hình để đối chiếu với kết quả câu trả lời của thầy. Muốn tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó ta làm như sau. Số bé thì bằng tổng trừ hiệu tất cả chia cho 2. Số lớn thì bằng tổng cộng hiệu tất cả chia cho 2. Nghe thầy lặp lại. Muốn tìm hai số khi biết tổng hòa hiệu của hai số đó ta làm như sau. Số bé bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia cho 2. Số lớn bằng tổng cộng đi hiệu tất cả chia cho 2. Rồi tiếp tục qua bài số 3. Các em nghe thầy đọc lại bài số 3. Một khối kim loại có thể tích là 3,2 cm khối, cân nặng 22,4 g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5 cm khối, cân nặng bao nhiêu gam? Các em nghe thầy đọc lại một lần nữa. Một khối kim loại có thể tích 3,2 cm khối, cân nặng 22,4 g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5 cm khối, cân nặng bao nhiêu gam? Rồi bây giờ các em tóm tắt bài này và thực hiện cho thầy trong 3 phút bắt đầu.
Đã hết thời gian làm bài, các em nhìn lên màn hình để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Tóm tắt: 3,2 cm khối cân nặng 22,4 g, 4,5 cm khối cân nặng bao nhiêu gam? Nghe thầy lặp lại: 3,2 cm khối cân nặng 22,4 g, 4,5 cm khối cân nặng bao nhiêu gam? Bắt đầu ta đi lần lượt vào bài giải. Rồi đối với bài này thì có hai cách giải ha, các em đối chiếu lại cách nào mà các em làm theo thầy đúng cũng là đúng. Cách 1, bài giải 4,5 cm khối kim loại cân nặng là 22,4 chia cho 3,2 nhân cho 4,5 bằng 31,5 g. Đáp số 31,5 g. Đây là cách tính gộp. Cách 2, 1 cm kim loại cân nặng là 22,4 chia cho 3,2 bằng 7 g. 4,5 cm khối kim loại cân nặng là 7 nhân 4,5 bằng 31,5 g. Đáp số 31,5 g. Cách 1 là các em tính gộp, chính chỉ một là giải, một phép tính. Rồi cách tính thứ hai thì các em tính hai cách. Cách thứ nhất là em tính 1 cm khối kim loại cân nặng bao nhiêu, rồi ta tính 4,5 cm khối cân nặng bao nhiêu ha. Đây là cách tính, dường như là các em cách tính này rút về đơn vị, em tìm về 1 cm khối rồi mới tính 4,5 cm khối. Cả hai cách này cách nào cũng đúng, có em tính gộp và có em tính hay là giải cũng đúng. Rồi bây giờ em đối chiếu cái bài làm của em với hai cách làm của thầy ha. Nếu em làm cách nào em đối chiếu đúng cũng là đúng hết. Nếu chưa đúng thì các em chỉnh lại cho hoàn chỉnh bài làm của mình. Rồi em cho thầy biết coi. Bài toán trên thuộc dạng nào? Bài toán trên thuộc dạng nào? Em suy nghĩ và trả lời cho thầy 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, em nhìn lên màn hình để đối chiếu với câu trả lời của thầy. Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị ha. Bài toán trên thuộc dạng là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Các em lưu ý nè, để thực hiện tốt các bài toán có lời văn, ta cần chú ý đọc kỹ đề bài, xác định rõ nội dung và yêu cầu của đề bài, xác định dạng toán, mối quan hệ giữa các đại lượng có trong đề toán. Rồi tiếp theo thầy sẽ có trò chơi rung chuông vàng. Trong trò chơi này có 3 bài tập nhỏ, các em lưu ý. Bài 1. Một hình chữ nhật có chiều dài 5 m và diện tích là 15 m², chu vi hình chữ nhật là, thời gian 5 giây bắt đầu. Hết giờ, đáp án đúng là đáp án C. 16 m. Tiếp theo câu 2. Trung bình cộng của ba số là 45, tổng của ba số đó là A bằng 130, B là 135, C là 140. Thời gian 5 giây bắt đầu. Hết giờ, đáp án đúng là đáp án B.
Đáp án B 135. Câu 3. Mua 3 mét vải phải trả 75.000 đồng, muốn mua 6 mét vải cùng loại phải trả bao nhiêu tiền? A 140.000 đồng, B 145.000 đồng, C 150.000 đồng. Thời gian 5 giây bắt đầu. Hết giờ. Rồi, các em đối chiếu lại câu trả lời của thầy. 15.000. Đáp án đúng là 150.000 đồng, đáp án C. Vậy là vừa rồi chúng ta đã ôn lại 3 dạng bài tập. Đó là tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết đẳng và hiệu của hai số đó, và tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, và bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Ba dạng toán hôm nay chúng ta đã ôn tập rồi. Cuối cùng thì tiết toán chúng ta đã hết. Chúc các em luôn vô khỏe, học tốt và luôn là con ngoan trò giỏi. Xin chào các em.